chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay thì Nghĩa Đô xin giới thiệu đến quý vị các bạn một cái bộ dàn. Đây là bộ dàn ghép cho anh Duy ở trong An Giang em nhá, rất là xa. Duy đã theo dõi kênh ở bên em rất là lâu rồi, thì hôm nay đã điện đến thì để anh muốn sắm một cái bộ dàn. Theo dõi thì rất thích những cái dòng đẩy đến từ Ý như là dòng Echo này và những cái vang Siso. Thì hôm nay thì anh điện đến và đã tư vấn, tại vì nhà anh hơi nhiều loa, vì anh đang sử dụng hiện tại là hai cặp loa Bass 30. À, công suất cũng rất là lớn, tầm 400W một chiếc. À, rất là khỏe. Thì bây giờ sẽ tư vấn cho anh em là sử dụng cái mã đẩy cao cấp nhất của cái dòng Echo. Đây là cái dòng LA1000. Công suất con này là 1000W một kênh em nhá. 1000W một kênh, và nó sử dụng cái mạch của công nghệ Class TD mới nhất luôn anh em nhá. Đây là hàng bãi, tất cả combo này là bãi hết anh em nhá. Và ghép cho anh em một bộ mic hàng chất lượng cao cấp vào đây để cho anh em chơi. À, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thoải mái. Thì ở đây em ghép vào đây là một con vang, này là vang thuộc dòng Siso của cái thương hiệu là Beitan, Beitan Audio MK9000. Cái dòng này là phiên bản đời đầu của 1080p, chạy phần mềm 2.4 anh em nhá, 2.4.1. Tiếng rất là hay. Sử dụng mà hoàn toàn bằng những cái phím bắn ở đây. Có cổng quang, giải mã cổng quang luôn anh em nhá. Cài đặt sẵn 4 chế độ này. Sau cái này sẽ có tính năng học lệnh điều khiển. Sẽ học lệnh cho anh em một cái điều khiển để anh em dùng từ xa, không phải lại gần vang nữa. Rất là tiện. Con đẩy này thì con đẩy 2 kênh, mỗi một kênh là 1000W. Thì tổng công suất của cục đẩy này, đây là 2000W anh em nhé, ở trở kháng 4 ohm. Có màn hình hiển thị LCD ở đây. Anh em nhìn chưa? Công tắc ấn on up này, màn hình LCD hiển thị này. Rất là đẹp nhá. Mặt phay nhôm rất là đẹp, trắng pha với màu xanh coban. Cực kỳ đẹp. Ở phía này, phía bên trên này sẽ là những cái cửa sổ được thiết kế để lấy gió để hút vào và để thổi đằng sau. Mạch Class TD thì được thiết kế rất là tinh tế, lựa chọn những cái linh kiện cao cấp nhất để đưa vào trong sản phẩm này. Những cái dòng mà đời thấp hơn, công suất nhỏ hơn của cái dòng này được bán rất nhiều tại Việt Nam, cũng như là những cái dòng mà đấy là những cái dòng như LA600, LA800 và đây là mã LA1000 anh em nhé. Đối với con LA800 thì nó là cũng chạy mạch LA thôi, cũng chạy Class H. Và mạch LA600 thì cũng chạy Class H, nhưng riêng cái dòng LA1000 thì nó lại chạy Class TD anh em nhá. Còn bộ mic em ghép vào đây, đó là bộ mic của dòng Zenaka là một trong những cái dòng micro, và nó là tiếng rất là hay ở trên thị trường, đã được rất là nhiều anh em sử dụng rồi, cũng như chia sẻ trên rất là nhiều diễn đàn, cũng như là những cái hội nhóm ở trên mạng được chia sẻ rất nhiều về những dòng này. Dòng này nó vừa cho anh em một chất âm đều dài, âm áp, cũng như là tiếng rất là sạch sẽ, không bị ù xèo. Trong khi đấy dòng này nó rất là bền anh em nhá, rất là bền luôn. Anh em sử dụng sự kiện thì rất là thích những cái dòng này. Đấy. Đi lơ, 1, 2, đi lơ. Anh em có thể thấy được cái tiếng echo của nó rất là ngọt ngào nhá. Em đang thử một chút về phần nhạc thôi. Còn bây giờ em sẽ cho anh em nghe một đoạn là karaoke trên cái bộ dàn này em nhá. Trước khi đi vào chi tiết hơn thì em xin báo giá cho anh em luôn để tránh mất thời gian của anh em. Thì ở đây thì có một con đẩy này là 1000W một kênh nhá, tổng công suất 2000W. Rất là đẹp, của hãng Echo Sound. Thương hiệu này thì thương hiệu từ Ý anh em nhá. Hàng bãi này thì được lắp ráp và sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc. Nhập vào hàng chính hãng thì đều qua những cái kiểm nghiệm cũng như là cái tiêu chí chất lượng của hãng Ý anh em nhá. Thì giá của con này thì là 7.8 triệu một con, 7.8 triệu một con đẩy anh em nhé. Còn con vang này với hàng phiên bản hàng bãi với tên là MK9000, mặt phay nhôm mặt phay trắng anh em nhé, mặt trắng như thế này. Đấy, rất là đẹp anh em nhé, với giá 3.2 triệu. Còn bộ micro này Zenaka này R3003 với tay đẹp như thế này, mặt mũi đẹp như thế này thì có giá là 3.2 triệu tại Nghĩa Đô anh em nhé. Mọi chi tiết thì thông tin sản phẩm thì em đã đều để ở trên website nghiero.com. Nếu anh em có thời gian thì hãy lên đấy tìm hiểu chi tiết từng sản phẩm một, hoặc là anh em có thể tìm thêm thông tin ở trên website cũng như là trên mạng, sẽ đầy đủ hết thông tin cho anh em luôn. Và đây là những cái hàng chính hãng cho nên là đầy đủ thông tin hết cho mọi người có thể sử dụng được. Tìm hiểu cũng rất là kỹ anh em nhé. Rồi, bây giờ em sẽ test cho quý vị các bạn cùng xem, mời quý vị các bạn cùng theo dõi nha.
bản bolero cho anh em cùng nghe nhé. Một đêm em mơ mình diêu diết đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Bờ sông yên xưa ta ao thướt tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều. Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Nghe có cây khóc gió than vàng, kể từ khi mất quê hương gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ thư về ngồi thèm miếng trầu cay, thương lang thang vì cơn đói suốt bao ngày. Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Những mùa trăng vô quy vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi có nàng nguyện đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây biển gác cánh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hiến ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa ta nhớ. Con đường xưa em đi, tôi dã có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi.